Xin chào toàn thể anh em nhá. Nay vừa đi nhận hàng về. Cái này thì em đấu giá được trên Facebook ấy. Thấy cũng khá đẹp. Thì thứ nhất là khoe các bác. Thứ hai là cùng các bác đập hộp luôn nha các bác nhá. Cái này là cái gì thì khả năng này mở ra thì mình biết được các bác ạ. Lâu đấu giá một cái. Trong thời điểm này thì chim thay lông rồi các bác, nên là đóng khá là kỹ các bạn. Đây là một cái lồng. Đây nhá. Cái này không biết các bác biết em mua bao nhiêu tiền không? Cái này em đấu giá được là 1.400.000 các bác ạ. Ui, mùa này lên mốc luôn này này các bác này. Che thì không tránh khỏi đâu nhá. Thì hôm tới này em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác là thứ nhất là tẩy mốc này. Thứ hai là bảo vệ tre mùa này làm như nào để cho nó không mốc đây này. Cái lồng tre này của em này. Hiện tại cái này mưa nắng thoải mái. Còn đối với những cái lồng mới về như thế này này thì các bác có thể vào dầu này. Đây, càng là càng khá kỹ đấy các bác. Mưa mấy hôm vừa rồi mưa thì vận chuyển xe ấy. Nói chung là không tránh khỏi cái hiện trạng đấy. Đồng này khá đẹp này con này. Đồng này. Đây là có một bộ cống nữa các bạn. Cống. Cái chỗ này bị mốc hết này các bạn. Trời mưa nồm ẩm mà. Cái này thì không tránh khỏi rồi các bạn. Nọ vừa order về mấy bộ cống nữa các bạn. Đang định bảo là đợt tới này xong lông ấy thì chuyển hết nhà mới cho chim. Xong rồi chuyển qua cống mới, các thứ mới hết. Xem chim nó có chơi tốt hay không. Đây là nguyên một bộ cống này. Cống này bao gồm cống thức ăn nhé. Cống thức ăn này, cống nước uống này, cống cao cao này. Khá là đẹp, tương xứng với cái lồng đấy. Đây có tai phụ luôn này. Để nậm nhá, nậm này. Cái này tí chắc là em phải bơm nước em đánh sạch đi. Đánh sạch đi xong rồi phơi hết. Phơi khô đi. Xong bắt đầu mình mới một là các bác có thể vào dầu. Hai là các bác nhá, các bác sử dụng cái nước chè đắng ấy, các bác pha thật đặc vào. Đó, để nguội khoảng độ tầm độ 2 hoặc là 3 ngày như thế này. Khi mà nó đã quánh lại thành một cái màu đặc ấy, màu sẫm ấy, thì các bác đem quét lồng này, quét đi quét lại, bắt đầu các bác phơi. Thì trong một thời gian mới đầu những cái lồng mới về như thế này này thì khuyên các bác là để mộc. Để mộc tại vì sao? Thứ nhất là để mộc bởi vì bình thường ấy để cho nó khô những cái lõi chè bên trong này này, khô đi. Sau dần khô đi sang năm sau các bác vào dầu thì nó sẽ ok và nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, cho các bác ngắm qua cái lồng. À, phải bỏ hết ra đi. Cái này thì nó là chạm mai đấy các bác. Cái này thì nói chung là em lấy về thì em chỉ đeo treo ở nhà thôi. Còn để mà đi giao lưu có những cái lồng hơn này. Những cái lồng này này, lồng đấu của em này để trên này này các bác nhá. Đấy. Đấy, cái lồng đấu này thì đi giao lưu các thứ thì chân chiếc nó nói chung là gọn.
Bởi vì sao thích sử dụng những cái lồng đấu, nó gọn. Em treo trên phía trên này, những cái lồng như thế này này. Vì giao lưu nó tránh được cái tình trạng là thứ nhất là va chạm vào, nó gãy những cái chân như thế này này, gãy hết chân đi thì nó khó ra các bác. Đây, cho các bác xem qua tổng quan của cái lồng. Cái này thì ban đầu thì đã đánh sạch đi các bác, xong rồi để mộc như này đây, cứ để mộc tạm thời đã. Tàng này khá ổn nhá, tàng này đấy, quay qua cho bác tổng thể. Cái này nói chung là chưa biết nhốt chiến binh nào thôi, cứ nhốt tạm con mồi vào đã con nha, nhốt tạm con mồi vào, đánh sạch đi, nhốt con mồi vào đã nhá. Ok các bác nhá, đây cảm ơn các bác đã theo dõi và cũng như là đập hộp trải nghiệm cùng em cái lồng mới về nhà. Cái này là hàng thường nhé, không phải là hàng chữ gì đâu các bác. Nhưng mà dùng ok. Chắc thế. Vì trời nó có mưa nó ẩm, nó hơi bị rít. Cái này khô xong thì ok. Đây. Em thích những cái trụ tròn của này nhé con nhé. Đấy. Thích những cái trụ tròn của này. Nhìn nó có cảm giác nó khỏe khoắn. Chào các bác, hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.